Chỉ sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã vượt các lứa so đồng nghiệp Park Hang-seo năm 2018 và Gông Okyun 2022 dẫn dắt để tạo 3 cột mốc mới. Thắng trận ra quân, tổng điểm vòng bảng cao nhất, vào tứ kết sớm một vòng đấu. Ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á kết thúc rạng sáng ngày 21 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam có chiến thắng quan trọng 2-0 trước U23 Malaysia, trong khi đương kim Á quân Uzbekistan cùng đánh bại U23 Kuwait với tỷ số cách biệt 5-0. Với kết quả này, cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều có 6 điểm và cùng giành quyền vào tứ kết sớm một vòng đấu. Cuộc so tài giữa hai đội lúc 22 giờ 30 ngày 23 tháng 4 mang ý nghĩa xác định ngôi nhất nhì bảng, trong khi U23 Malaysia đã thủ tục với U23 Kuwait ở trận đấu cùng giờ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng trước một vòng đấu. Lịch sử ghi nhận bóng đá Việt Nam góp mặt 4/5 vòng chung kết U23 châu Á, với hai lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và 2022 dưới thời huấn luyện viên Gông Okyun. Song cả hai ông thầy người Hàn đều phải chờ tới lượt trận cuối mới giành vé tứ kết. Cụ thể, năm 2018, U23 Việt Nam lần lượt để thua U23 Hàn Quốc 1-2, thắng U23 Australia 1-0 trước khi có trận hòa 0-0 trước U23 Syria. Qua đó giành ngôi nhì bảng cùng tấm vé đi tiếp với 4 điểm trên 3 trận. Đến mùa năm 2022, đoàn quân do huấn luyện viên Gông Okyun dẫn dắt lần lượt hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 trước khi thắng Malaysia để có tổng cộng 5 điểm vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Không chỉ là đội U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ra quân và vào tứ kết sớm một vòng đấu, đoàn quân do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt còn là đại diện Việt Nam đạt số điểm cao nhất vòng bảng trong lịch sử dư dài. Theo đó, với 6 điểm sau một trận thắng trước Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã vượt mốc 5 điểm của đồng nghiệp Gông Okyun và 4 điểm của đồng nghiệp Park Hang-seo. Ở trận đấu U23 Uzbekistan tới đây, U23 Việt Nam có cơ hội tạo cột mốc điểm số mới, cũng như trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành nhất bảng, thậm chí toàn thắng vòng bảng tại một vòng chung kết U23 châu Á.